Chào các bạn. Trong buổi hôm nay, Sensei sẽ chữa về phần bài tập bài 9. Bài 9 trong phần ngữ pháp N3 Shinkansen, chúng ta được học có 3 cấu trúc câu ngữ pháp thôi. Cấu trúc đầu tiên này, te muraitai, te itadakitai, te hoshi, muốn ai đó làm gì hay không làm gì. Cấu trúc này thì thường dùng đối với mong muốn người khác, đúng không ạ? Còn cấu trúc số 2 này, saste moraitai, saste itadakitai hay saste hoshi là muốn xin phép được làm gì. Cấu trúc này thì đối với là bản thân mình muốn xin phép được ai đó cho phép làm gì, mình sẽ sử dụng. Cấu trúc số 3 này, toi và itarai, mong là gì đó hay làm gì đó thì nên hoặc là không nên làm gì đó nhá. Ok, giờ mình sẽ vào phần nội dung của phần bài tập nên sẽ chữa. Phần này các bạn đã được làm rồi trong phần bài kiểm tra của chúng ta, đúng không ạ? Rồi, cấu trúc câu đầu tiên, đáp án là số mấy ạ? Hãy, số desu ne. Đáp án chính là số 1. Zutto ikitakatta tokoro ni chichi ga tsurete itte kureta totemo tanoshikatta. Cái nơi mà mình rất là muốn đi ấy, thì bố đã đưa mình đến. Đó, thế nên là mình đã rất là hạnh phúc. Nếu như mà câu số 2 ạ, itte hoshikatta hay itte moraitakatta thì đều là chỉ gì ạ? Hành động muốn người khác làm, đúng không? Còn ở đây thì mình có là cái nơi mà tôi đã muốn đi, ở đây nó ẩn mất cái chủ ngữ là watashi wa zutto itakatta basho ni ạ. Thì nó ẩn đi mất, thế là phải hành động là bản thân mình muốn chứ không phải là người khác, không phải muốn người khác làm hay cái nơi mà người khác rất là muốn đi nhá. Rồi, tiếp theo sang câu số 2. Câu số 2 này. Đúng rồi, đáp án ở đây là câu số mấy ạ? Đáp án số 2. Dare ka wakaranai kedo michi ni gomi o tsutte nai de moraitai na. Ai thì tôi cũng không biết, nhưng mà tôi muốn là đừng có vứt xác ra ngoài đường, đúng không? Đối với cái câu mà tsutte rarete là gì ạ? Đây là câu bị động, đúng không? Muốn được vứt xác ra đường, đúng không? Muốn ai đó được vứt xác ra đường, câu này không phải bỏ đi nhá. Hay stay là đến nay đấy, cũng là muốn ai đó không được vứt xác ra đường, nhưng mà muốn ai đó đừng làm cái hành động đó. Rồi tiếp theo sang câu số 3 này. Câu số 3 đáp án ở đây là gì ạ? Là câu số 2, đúng không? Sotsugyo shiki de sotsugyo shiki de wa sashin no totan de sho? Bạn đã chụp ảnh trong cái buổi lễ tốt nghiệp phải không? Zehi na misete hoshi desu là nhất định là hãy cho tôi xem nhé. Còn đối với câu mà mite hoshi là gì ạ? Là muốn muốn tôi xem ấy, đúng không ạ? Gomen, là muốn bạn xem, đúng không? Zehi mite hoshi desu là nhất định là bạn hãy xem đi, nhưng mà đây là bạn đã chụp ảnh đúng không? Phải cho tôi xem chứ, đúng không ạ? Còn cái mirarete hoshi là đây là câu bị động, muốn bị xem, đúng không? Không phải. Tiếp sang câu số 4 này. Kyo wa onaka ga itai no de, hôm nay thì bởi vì là tôi bị đau bụng thế nên là arubaito itadakitai no desu ga là gì ạ? Hôm nay em bị đau bụng nên là hãy cho em nghỉ làm đi, đúng không? Nếu vậy thì chỉ có đáp án số mấy ạ? Số 3, muốn ai đó cho phép mình làm gì? Sasete itadakitai, đúng không ạ? Còn số 1 và số 2 thì mình sẽ không chọn, đúng không? Một là yasunde itadakitai là muốn người khác làm nhá. Nhưng mà không thể nào mà muốn người khác làm, bởi vì tôi bị đau bụng mà tôi không thể muốn người khác nghỉ được. Hay là yasumarete là cũng là thể bị động, muốn được nghỉ, được ai đó cho được nghỉ, đây là muốn cho nghỉ cơ, không phải bị động nhá. Rồi tiếp sang câu số 5. Setsume ga yoku wakarimasen deshita, tôi đã không hiểu rõ cái sự giải thích ấy. Vậy thì moichido hoshii desu ga. Vậy thì sao nhỉ? Mong muốn ai đó làm gì nhỉ? Mong muốn hãy giải thích lại một lần cho tôi. Thế thì muốn ai đó làm gì ở đây sẽ là gì ạ? Đúng rồi, số 1, osiete hoshi, đúng không? Còn cái câu số 2 là osie sasete là muốn gì ạ? Muốn cho phép tôi dạy, đúng không? Nhưng mà đây là tôi không hiểu thì phải muốn là bạn dạy cho tôi một lần nữa, chứ không phải là muốn cho phép tôi dạy một lần nữa nhá. Còn osowarete cũng là học được dạy, nhưng mà cái này mình cũng sẽ không sử dụng, mà không muốn ai đó được dạy lại cũng không phải nhá. Tiếp này sang câu số 6 này. Ano okekusama, đây là ở trong quán, đúng không?
Tennai no glass sein là cái sản phẩm kính ấy. Ở trong cửa hàng ấy thì itadakitai no desu ga, sawaru là sờ đúng không? Vậy thì quý khách ơi xin hãy gì ạ? Mong muốn ai đó đừng làm cái hành động gì đó, là muốn ai đó là gì? Khách hàng ở đây là đừng có sờ vào những cái sản phẩm bằng kính ấy, đúng không? Vậy là đáp án số 3, sawaranai desu. Còn một là sawatte itadakitai là hãy mong muốn quý khách sờ vào những cái sản phẩm bằng kính, không ai nói như vậy. Hay là sawa là CT là muốn cho phép tôi được sờ vào hay được mong muốn sờ đúng không? Nhưng mà cái này là tôi là nhân viên cửa hàng mà, tôi không thể hỏi khách là cho tôi mong muốn sờ vào được, mà phải là mong muốn khách hàng đừng có sờ vào cái sản phẩm bằng kính. Tiếp tục sang câu số 7. Câu số 7 này. Laishu kara go ryoko desu ka? Tuần sau thì anh đi du lịch phải không? Nani nani to i ne tu ga đúng không? Đúng rồi, chính xác là án số 1 luôn. Tenki ga i to i desu ne, cấu trúc đúng không? Nếu mà thời tiết đẹp thì tốt nhỉ. Genki ga i nara thì cái này không có nhá. Hoặc cái câu mà thời tiết đẹp thì cái này cũng không phải. Rồi, tiếp tục sang câu số 8. Omedetou gozaimasu. Yokata desu ne. Xin chúc mừng. Tốt quá nhỉ. Vậy ở đây là go gắc cự là đỗ. Vậy thì đã đỗ chưa ạ? Đỗ rồi đúng không? Thì người ta phải chúc mừng thế. Chúc mừng chứ. Đúng không ạ? Vậy thì không thể nào mà cái thể mà giả định được. Vậy phải là câu số 2. Câu số 1 của mình là go gắc cự đề kỷ lực tốt. Yokata desu ne. Nếu như mà đỗ thì tốt. Hay là go gắc cự đề kỷ ba. Nếu mà có thể đỗ thì tốt. Cũng không phải. Thì đây người ta đã đỗ rồi. Nên là bạn đã đỗ. Cái từ đề kỳ tế tế trong câu này nó là nối câu thôi, nối câu thôi nha các em. Rồi, ok. Rồi, nhìn là sao? Vậy là Sensei đã chữa cho mình xong bài tập số 9 rồi. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.